Sư, cho con xin hỏi, nãy sư có nói là khi mà mình thấy vô thường đó, thì mình trả pháp về cho pháp. Dạ con không hiểu cái chỗ đó, xin sư giải thích thêm một chút. Thì mình thấy vô thường, thấy khổ, thấy vô ngã thì lúc đó mình mới trả pháp lại cho pháp chứ. Thí dụ như giờ mình thích cái gì đó, mình thích cái gì đó, nhưng mà bây giờ khi mình đụng phải sự thật thì mới là thấy là đau khổ, hay là thấy là vô thường. Thí dụ bây giờ thầy lấy ví dụ mà cụ thể trong đời sống này, bây giờ là thường thường là trong đời sống á, là cái tình cảm mà người ta rất là gắn bó đó là tình yêu nam nữ. Thì khi mà cái người con trai yêu cái người con gái đó thì là luôn là thấy thấy là đẹp, thấy là ưa thích là gì đó chứ. Nhưng mà khi á, khi hai người á mà chung sống với nhau á, lúc đó mới thấy ra là cái vô thường ở trong đó, thấy ra cái khổ trong đó, thấy ra không có, không phải cái gì của mình trong đó, có của mình trong đó, thì lúc đó bắt đầu là người ta mới không còn bám víu nữa. Nếu người ta thực sự thấy ra được rồi thì người ta thật cũng bám víu, còn nếu mà chưa thấy thì nó cứ còn bám víu. Cho nên những cái mà cái vô thường, khổ, vô ngã là để giúp cho mình là không có bám víu vào mọi sự mọi vật cái đó, mình vẫn dùng nó, chứ không phải, không phải là mình nói là thôi bây giờ tôi hoa đồ đẹp đi, không phải vậy. Hoa thì cứ hoa thôi, nhưng mà nó tàn thì thôi, cho mình không có buồn phiền gì cả, bởi vì mình biết nó đương nhiên tính nó là phải tàn thôi. Thì mình không thấy rõ được cái tính vô thường ấy, cho nên mình cứ muốn thường, muốn thường cho nên khổ. Và mình tu hành sao để cho được lạc. Nhưng mà cái lạc là sai rồi, là phải thấy ra cái khổ kìa. Chứ còn mà nếu lạc là bởi mình tham ái thôi, càng lạc thì càng tham ái thôi, chứ làm sao mà hết tham ái được. Cho nên là chỉ có khổ mới là giúp mình hết tham ái, vô ngã. Thế mình thật ra là khi mình mà quan sát chiêm nghiệm cho kỹ thì mình thấy là không có cái gì là của mình hết đó. Ngay cả cái thân tâm mình cũng không phải là của mình, nó chỉ là một cái duyên khởi mà nó hình thành ra. Khi mà đầy đủ duyên thì nó hợp thành, mà khi nó hết duyên thì nó tan, vậy thôi. Nên khi mà cái mà thấy ra được cái bản chất thực của cuộc sống đó, để cho mình là không còn cái tà kiến và tham ái, không còn cái vô minh ái dục, đó là cái chính của đạo Phật. Có nhiều khi đó, ví dụ như bây giờ hai vợ chồng hụt hạch với nhau, đau khổ phiền não gì đó, thì á, lúc đó ở trong cái hoàn cảnh đó thì người này cứ bực mình cái này, người kia bực mình cái kia, phiền não cái này, phiền não cái nọ, đủ thứ. Nhưng mà thực ra là nếu mình nhìn trên một cái nhìn toàn diện á, thì cái chính á, là mình thấy rất rõ là cái chuyện đó đương nhiên phải xảy ra, bởi vì cái chuyện đó xảy ra thì mới giúp cho cái người chồng hiểu ra vấn đề này, người vợ hiểu ra vấn đề kia, nhìn thấy được cái thực qua những cái đó, mình mới cái chính yếu là nhìn thấy lại mình. Làm sao mà nhìn thấy lại mình đó là mới được, chứ còn không phải là đừng có nghĩ là do xã hội, đừng có nghĩ là do người nghề. Ví dụ như một người họ thù mình, hoặc kẻ thù của mình, mà mình cứ nghĩ đó là kẻ thù, là mình cứ là hận thù hoài. Nhưng mà nếu mình lại thấy rằng đó là một pháp đến để giúp mình, là
nhẫn nại để giúp mình là phát huy cái, những cái đạo đức của mình đó, thì là mình lại cảm ơn. Đó, bây giờ ai biết cảm ơn cuộc đời đó, người đó sẽ mau mau giác ngộ. Những cái cảnh khổ, những cái oan trái, những cái này cái kia đều là để giúp mình giác ngộ hết đó. Bây giờ này, chiến tranh rồi khủng bố rồi gì này kia, tất cả mọi cái đó, kể cả cháy rừng cháy đồ, để mình giác ngộ ra được rất nhiều thứ. Cái tầm nhìn của mình là nó rất rộng, chứ không phải là cái người giác ngộ là cái người phải có một tầm nhìn rất là rộng, thấy ra hết được tất cả những cái chuyện nó tại sao xảy ra. Mà không có những chuyện đó là mình không giác ngộ được. Nhờ thấy ra những cái chuyện đó, thấy ra được cái nguyên nhân, thấy ra được tất cả một cái đó, là mình nhìn thấu suốt được hết cả cái cuộc đời cái thế gian luôn, thấy luôn cả cái thế gian. Nên Đức Phật gọi là Lokavidu, tức là người đã thấy hết, thấy được hết thế gian, thế gian dạy đó. Lokavidu là thế gian dạy, thế gian dạy tức là một người hiểu hết tất cả mọi cái chuyện xảy ra trong cuộc đời này. Nhưng mà là cái nhìn của đạo nó khác với cái nhìn của đời. Nhìn của đời thì là hơn thua rồi thù hận rồi là tiêu diệt lẫn nhau. Nhưng mà đạo thì lại qua cái đó lại mới thấy ra được cái vô minh ái dục là gì, tập đế khổ đế là gì, đạo đế dược đế là gì, vô thường khổ đạo vô ngã là gì, mới thấy ra. Thành ra cái sai của cuộc đời là giúp cho cái nhận thức đúng của cái người giác ngộ. Mà thực ra đó, tất cả những cái đó, tất cả mọi thứ đều diễn ra sai là mình nói theo theo cái nhìn của mình thôi, chứ còn mọi cái đều diễn ra là đúng với cái nguyên lý của nó hết. Thầy lấy một ví dụ mà cái này thầy có kể hoài rồi. Ví dụ như hồi mà thầy về ngài Hồ Tông, ngài di chúc cho thầy về chùa Bửu Long á, thì chung quanh nó có rất nhiều cái lò gạch. Đó. Câu chuyện này là một câu chuyện vi diệu, mà cái đó cũng là một câu chuyện mà giác ngộ nhờ về một thầy giác ngộ. Chung quanh nó có nhiều rất nhiều lò gạch. Thì thầy rất là chán, cho nên thầy mới đi lập chùa, lập viên không, để ra ngoài rừng núi để mà ở, để cho nó không có bị cái khói của nó đó. Tính trốn chùa Bửu Long mà đi luôn á. Nhưng mà rồi thầy nói là, ủa thầy, nhưng mà ngài đã giao phó cho mình, tại sao mình lại trốn đi? Dù khó khăn gì mình cũng phải ở đó chứ, để mà mình mới làm cho tốt cái nhiệm vụ của mình, chứ tại sao mình lại đi trốn tránh cái này, mình bỏ đi. Thì tự nhiên có một cái ông nào đó không biết, tự nhiên ông đến ông thăm thầy. Thật ra ông không phải thăm thầy, ông đi vô coi thăm cái chùa thôi. Cái đó ông xuống gặp thầy. Ông gặp thầy cái ông nói với thầy, nói thật tôi chưa thấy cái chùa nào mà như là về thế như thế này. Tự nhiên mình trong bụng mình nói là ông này chắc ông nói để nói kiểu như là lấy lòng mình đó. Thế còn cái chùa đâu có gì đâu mà về thế, chùa lúc đó không có cái gì hết á, mà sao về thế cái gì? Thế ông nói là cái gì mình không hiểu. Thành ra thầy nói, thầy nghe nói vậy thì cũng như giống như tân bốc mình đó, cho nên thầy muốn lái qua chuyện khác, thầy không muốn nghe cái chuyện đó, thầy mới lái qua chuyện khác. Thì lúc đó cái gió nó thổi cái lò gạch vô, khó chịu vô cùng khó chịu. Thầy mới nói là ở đây có một cái là ba cái lò gạch nó làm cho để rất là khó chịu. Thì ông nói là không phải đâu thầy, không phải chừng đó lò gạch đâu, nó sẽ còn nữa. Cái lò gạch nó phải bao vây hết cái chùa của thầy nó mới đúng, bởi vì cái nhiệm vụ của cái lò gạch đó là nó làm cho chùa thầy phát lên. Cái lò gạch mà mình muốn dẹp cho mau cho rồi đó, nếu mà thầy có quyền thì là thầy nói nhờ chính quyền là dẹp lò gạch hết đi giùm tôi đó, giả sử như vậy. Nhưng mà mình lại không biết rằng là chính cái lò gạch đó là nó đang là
nó bao quanh xung quanh nó với một cái nhiệm vụ là nó làm cho cái vượng khí của cái chùa tăng lên. Nó cái chùa của thầy bây giờ nó đang còn bị âm khí lắm. Nên nó cái lò gạch xung quanh nó chính là nó giúp cho cái chùa nó vượng khí lên. Ông nói kệ mặt ông mình đâu không tin. Ông nói gì, ông nói gì thì ông nói cho mình đâu tin được, bởi vì nó lò khói nó cứ bay vô khó chịu quá chừng ấy. Cái đến cái thầy 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 mới đi ra ngoài ngoài năm 1998 là thầy đi ra ngoài núi Dinh, nó thầy lập cái chùa ngoài đó, ở trên núi rừng cho nó yên tĩnh, cho nó không khí nó trong lành. Sau đến sau đó thầy về, sau đó thầy nghĩ là mình trốn như vậy không được, vì ngài đã giao cho mình mà mình cứ trốn hoài là không được, cho nên thầy về đã bắt đầu mình quan tâm đến chùa đó, thì mình mới thấy là cần xây dựng chùa chiền đồ lại cho nó đàng hoàng khang trang. Vì cái tương lai của cái Phật giáo Nguyên Thủy như thế này thế kia đó, bây giờ ngài giao phó cho mình rồi thì mình phải làm cho hết lòng. Bắt đầu mình làm thì ông đó ông có nói một cái câu mà sau này thầy mới thấy là ông nói đúng đúng, không sai một chút một chút. Ông nói thầy yên tâm đi, khi mà cái vượng khí của cái chùa nó phát lên rồi đó, mà thầy làm được thành tựu rồi đó, thì tự động lò gạch nó sẽ đi, tại vì nó làm hết nhiệm vụ rồi, nó tự động nó sẽ đi. Thì lúc đó đó thì thầy mới thầy quên ba cái chuyện đó, là bởi vì thầy không tin ba cái chuyện đó. Rồi thầy về, thầy bắt đầu mới là thấy cái chánh điện nó hư, thầy mới trùng tu lại. Rồi cái có người mới là thầy mới thấy cái chỗ một cái đồng Bồ Tát hồi xưa có cái tượng Phật, tượng tượng Bồ Tát khổ hạnh mà để dưới cái gốc cây á, thầy mới nói thôi bây giờ mình phải phải làm cái hang đồng để giống như để có để cho nó vừa thiên nhiên mà vừa là để cho có để tượng Phật, để cái tượng ở trong á, chứ cứ để dưới gốc cây đó thấy thấy nó không có trang nghiêm, không có được gì cả, cho nên thầy mới làm cái hang động. Hang động thầy mới để cái tượng Phật vào trong đó. Rồi cái có người cái cúng cái tượng Niết Bàn cái thầy làm thêm cái tượng Niết Bàn đó, tức là cái tự nhiên nó đến, từ đó đến cái này cái kia đến, rồi cái đến xây dựng cái tháp ra đó. Thì khi mà xây dựng cái tháp đến cái chỗ mà bắt đầu là đặt cái lồng mà chụp lên trên cái tháp một cái là nhà nước ra cái quyết định là giải tỏa tất cả những cái lò gạch. Mà cái chuyện chuyện của nhà nước mà giải tỏa nó cũng phải không phải là vì mình. Mà là đến cái thời điểm đó thì người ta về cái môi trường đó, người ta thấy rằng là ô nhiễm, cho nên người ta không cho sử dụng cái đó nữa, mà là phải sử dụng cái lò theo kiểu công nghiệp mà hợp vệ sinh, cho nên người ta mới bỏ cái đó đi. Thì bây giờ đúng là cái khi mà mình làm cái tháp, hoàn thành cái tháp á, thì lò gạch cũng đều là đi hết. Thì cái ông đó ông nói rất là đúng. Ông nói khi mà thầy làm cái chùa mà đã phát lên rồi đó thì tự nhiên họ đi thôi. Bây giờ họ không đi họ cũng phải đi là bởi vì lúc đó là có lệnh là phải giải tỏa rồi, thế nó đi hết. Thế bây giờ trong cái câu chuyện này là thế này, mình toàn thấy lò gạch là hại không thôi, cho mình không thấy cái mặt lợi. Té chính ra cái lợi đó. Bây giờ có nhiều người họ đến chùa đó, họ nói là ủa cái chùa này cái linh khí nó rất là tốt, bởi vì ví dụ như họ đang mệt mỏi, họ đang phiền não gì đó, cái họ tới chùa cái là thấy khỏe quá liền. Có người nói là bây giờ con định vô gặp thầy để nhờ thầy giải tỏa cho con phiền não gì đó, mà bây giờ con vô đây cái hết rồi, hết phiền não. Có người nói về thì thầy mới thử, thầy thử một hỏi một người ngoài quốc,
Có người ngoại quốc đến tham quan thầy hỏi, đến đây có cái cảm giác gì không? Nói, đến đây sao thấy người nó rất là thoải mái, rất là nhẹ nhàng thoải mái. Đó. Tức là rõ ràng cái linh khí, cái vượng khí đó là có thật. Mà đường khí đó lại là do nhờ lò gạch xung quanh. Vậy thì cái lò gạch đó là hại hay lợi? Mình chỉ cứ nghĩ tới cái mặt hại không thôi, mình lại không thấy rằng là trong sâu xa nó lại là cái mặt lợi. Đó, nó kỳ lạ. Cho nên cuộc đời mình khó hiểu, mà tất cả những cái đó đều là sự vận hành kỳ lạ của Pháp. Khi khi thầy làm tới ngang cái mức đó, cái nó hết tiền. Hết tiền nó lại nói, chà, bây giờ ngày mai là nó đổ bê tông cái sàn này rồi, mà bây giờ không có tiền rồi làm sao mà trả tiền bê tông. Tự nhiên tối 9 giờ là mình sắp đi ngủ rồi, tự nhiên tới người có người tới gõ cửa, hỏi có chuyện gì không? Con xin vô cúng tiền xây dựng, nghe nói chùa xây dựng, con xin vô cúng tiền xây dựng. Thì mình nói là bởi vì thường thường ở bối cúng thì ví dụ năm 200, 500, 1 triệu rồi gì đó, 2 triệu rồi gì đó là nhiều thôi chứ đâu cũng nhiều. Ông này cũng cúng đủ số tiền để mà đổ cái sàn đó luôn. Lạ lùng á, nó có những cái rất là lạ lùng, mình không thể nào hiểu nổi. Do đó mình đừng có đánh giá mọi chuyện mà theo cái suy nghĩ của mình, mà là thấy tất cả những cái đó đều là cái sự vận hành kỳ lạ của Pháp. Cái nhân, cái quả, cái gì, nhân duyên gì, tất cả những cái đó, nó rất là khớp với nhau. Cho nên thầy đó, sau khi mà trải qua tất cả những cái đó, thầy mới ngộ ra một điều, mà thầy mới nói được một cái câu này: tất cả những gì đến với mình đều chỉ có lợi chứ không có hại. Có hại là bởi vì mình nghĩ theo cái mặt lợi gì đó của mình, cho nên mình cho là hại. Còn tất cả cái gì bây giờ bệnh tật hay là oan ức hay là cái gì mà đến với mình đó, đều để giúp cho mình, chứ không có phải hại mình. Mọi thứ trên đời đó, đều đến đều với mình, đều là giúp cho mình, chứ không có cái gì hại mình cả. Và cái đó mới điều kỳ lạ đó. Nhưng mà bây giờ nếu mình chưa thấy, chưa giác ngộ được điều đó đó, thì mình thấy chuyện này là vô lý, bởi vì cái chuyện này nó hại tôi chịu không nổi mà nó nói lời gì. Nhưng mà đến một lúc nào giác ngộ rồi mới thấy là cái đó nó lợi vô cùng. Chính cái đó nó là một phần trong cái mà giúp mình giác ngộ. Đó. Như Đức Phật vậy, ông Angulimala, ông hại Đức Phật. Cái hại của Angulimala cũng là một một phần để cho Đức Phật là càng phát huy cái đức độ của Ngài hơn nữa. Cho nên không có cái gì mà có hại cả. Mà những cái thật sự hại, ví dụ như mình gặp oan ức, mình gặp cái này cái kia, kể cả bệnh tật. Có những cái cơn bệnh, thầy đã gặp những cái cơn bệnh mà ngặt nghèo, mà nhờ nhờ cái cơn bệnh ngặt nghèo đó mà mình lại giác ngộ ra. Nó lạ vậy. Trong cái cơn bệnh ngặt nghèo đó thì cái tâm mình nó lại khi nó tới một cái mức nào đó, cái tự nhiên tâm mình nó hoàn toàn thanh thản, nhẹ nhàng, không có vấn đề gì nữa. Đó, lạ luôn đó. Cho nên tại vì mình chưa thấu chưa 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 hiểu thấu tất cả những cái đến với mình là cái gì thôi, chẳng có cái gì có hại cả. Rồi, hết giờ rồi. Bây giờ ngày mai tiếp. Mai chuẩn bị câu hỏi nữa.